Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé sơ sinh bị dao đâm từ hốc mắt xuyên sọ não tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay 18 tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đến thời điểm này cháu bé phục hồi tốt, vượt lên cả sự tiên lượng của các y bác sĩ. 10 ngày sau ca phẫu thuật phức tạp, điều lo lắng nhất là tình trạng xuất huyết não hậu phẫu và nhiễm trùng vết mổ đã không xảy ra. Do con dao đâm xuyên qua sọ não, gây dập màng não nên các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phải sử dụng miếng màng não nhân tạo để làm lành vết thương ở não. Điều này có thể sẽ gây ra rò dịch não tủy, nhưng sau khi theo dõi kỹ vết thương, các bác sĩ đã không phát hiện dấu hiệu bất thường ở nơi dao đâm. Vết mổ cũng đã khô ráo, các cử động tay chân và mắt phải của em bé bình thường như những em bé khác. Hiện mức chi phí điều trị cho cháu bé khoảng 22 triệu đồng, chủ yếu sẽ do bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho gia đình cháu bé khoảng 38 triệu đồng.